Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ các ông trục đứng trước. Thì cách vẽ trục đứng giống như buổi hôm trước ấy, mọi người biết không nhỉ? Vẽ xong là ấn cái gì ạ? Apply hai lần thì nó sẽ gì nhỉ? Tự động đi lên đúng không? Đầu tiên chúng ta vào thẻ Py, chúng ta vào thẻ system này, nhóm pumping and piping, chọn lệnh Py này. Đầu tiên chúng ta phải chọn ống trước. À, ở đây chúng ta sẽ thấy là gì nhỉ? Chúng ta dùng ống UPVC cho hệ thống thoát nước đúng không? Chúng ta chọn ống là UPVC này. Tiếp theo là chúng ta chọn gì nhỉ? Hệ thống. Đầu tiên chúng ta sẽ hệ thống thoát gì nhỉ? Thoát xí trước nhá. Đây ống này ống thoát xí mà. Chúng ta sẽ chọn đường kính. Đường kính chúng ta sẽ chọn nó là gì ạ? Ống 110 đúng không? Đây xem ống là ống bao nhiêu? 125. Thôi mọi người chọn 110 đi cho nó dễ vẽ. Thì nữa 125 nó hơi nó bị lỗi một đoạn rồi, đoạn này mọi người chọn 110 đi. Rồi. Đầu tiên ấy, chúng ta sẽ đập cao độ dưới của ống. À giả sử chúng ta đang ở tầng tầng 3 đúng không? Muốn đấu vào thì chúng ta phải giả hạ ống đứng nó xuống thâu đúng không? Thì tí nữa chúng ta mới đâm được vào đúng không? Ra xuống tầm âm 2 mét đi. Các cái phần thanh cụ trên justification với automatic rồi kế thừa cao độ, kế thừa kích thước thì nó tương tự mà. Nó chỉ có khác mỗi cái hai chế độ S vertical và trên slope thôi. Và ngoài ra nó có một cái chế độ là gì? Vẽ độ dốc, tí nữa mình sẽ dùng chế độ vẽ độ dốc này. Đầu tiên là mình sẽ gì ạ? Tích vào tim của cái ống này. Rồi. Cái ống này mình đã cho điểm đầu tiên nó ở cao độ nhỉ? Âm 200. Sau đó mình gõ nó lên nhỉ? 4 mét đi. 4 mét, 400 mm. Rồi mọi người ấn nút gì? Apply hai lần. 4000 ấy. 4 mét mà. Apply, apply. Rồi. Tiếp chúng ta cũng làm tương tự, chúng ta lại gì à? Chọn lệnh Py, nhưng mà chúng ta sẽ chọn này hệ thoát gì à? Thoát rửa dư cũng 110. Đầu tiên chúng ta cũng hạ cốt xuống gì nhỉ? Âm 2 mét. Bắt vào tìm ống này, xong chúng ta lên gì à? 4 mét. Đây vừa nãy mình quên, đang từ từ cái này mình vẫn đang để thoát xí, mình chỉnh lại chiếc là Py này, chọn này thoát rửa cơ, âm 2 mét này, bắt vào tim ống này, lên dương 4 mét này, 4m là được. Apply, apply. Đây. Như vậy chúng ta mọi người thấy là gì, chọn ống này bế này, làm view 3D cho dễ nhìn nhé. Đấy, chúng ta đã vẽ được hai cái ống đứng, một ống là hệ thống xây dựng thoát xí, một ống thoát rửa. Thì cách vẽ ống đứng tương tự nhau thôi, tất cả các cái ống gió cũng thế, mà ống nước cũng thế, mà thang máng cáp điện cũng thế, tất cả các kiểu vẽ nó đều một kiểu thôi, không có gì khác nhau cả. Có điều với cái phần thoát nước thì nó cách vẽ nó phải hơi khác một chút vì nó có liên quan độ dốc. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành này, thoát nước ấy, cấp nước hay là các hệ khác mà không chênh nhập keo độ, chúng ta thích vẽ kiểu gì được. Chúng ta vẽ từ ống chính trong ống nhánh đâm sang vào ống chính rồi đâm kiểu gì được, vì chúng ta biết là gì, cao độ nó được xác định. Nhưng mà vẽ thoát nước thì mọi người phải tuân thủ nguyên tắc là gì? Đầu tiên chúng ta phải tìm một cái tuyến gọi là tuyến xa nhất chúng ta vẽ trước. Sau đó sau khi vẽ được tuyến đấy rồi, chúng ta phải đâm từ cái tuyến đấy về thiết bị, chứ chúng ta không vẽ từ thiết bị ra. Lý do là chúng ta sẽ không biết là cái cao độ mà đâm ra nó cao độ bao nhiêu để chúng ta đi sang là bao nhiêu, thì chúng ta phải căn cứ vào cao độ của cái ống chính để đâm ra thì ta mới nối được. Thì trong phần Py ấy, mọi người thấy này, nó có một cái thuộc tính là gì ạ? Đầu tiên nó đang ở chế độ là gì? Slope up, có nghĩa là gì? Ống không có độ dốc. Slope up là gì ạ? Ống dốc lên. Slope down là ống dốc xuống. Và ở đây có gọi là gì ạ? Danh sách các cái độ dốc.
thì chúng ta hoàn toàn có thể thêm bớt trong danh sách này vào một cách tùy. Đây chúng ta kích vào nhỉ, show stroke, chúng ta nhầm nhầm nhầm, chúng ta vào cái thẻ system này, chúng ta tìm đến nhóm lạnh nhỉ, pumping in piping, xong chúng ta kích vào nút mũi tên nhỏ nhỏ ở dưới để chúng ta chỉnh. Thì mọi người thấy trong phần piping này nó có một phần là gì nhỉ, slope này đúng không? Thì đây chính là danh sách các cái độ dốc mà chúng ta nhìn trong cái bảng chọn vừa rồi này. Giả sử chúng ta muốn thêm một cái độ dốc với 3% chẳng hạn trong bảng này, chúng ta kích vào new slope này, chúng ta gõ là 3 thì nó sẽ thêm được cái giá trị độ dốc là 3% trong bảng này. Và khi chúng ta sử dụng lệnh vẽ apply này, chúng ta sẽ thấy là gì, trong giá trị slope này nó sẽ có danh sách này, thêm 3%, lúc trước là chưa có 3% đâu, thì sau khi chúng ta thêm thì chúng ta thêm như vậy là chúng ta có thể gì tùy chỉnh tích thêm các loại độ dốc nào cũng được, chỉ việc chúng ta điền một cái bảng slope là được thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ hệ thống thắt xí trước nhá. Đây rồi, chúng ta sẽ sử dụng lệnh, mọi người dễ để ý này, à cái điểm kết nối của nó ở khoảng này này, cái điểm chấm chấm này chính là điểm kết nối này. Chúng ta sẽ vẽ này, có hai cách như hôm trước giới thiệu cho mọi người, là cách thứ nhất là ấn phải chuột vào điểm kết nối vẽ, thì cách này nó sẽ gì nhỉ? Bắt chúng ta phải đổi lại hệ. Cách thứ hai ấy, là chúng ta gì nhỉ? Chúng ta biết được cái vị trí kết nối ở khoảng này rồi, bây giờ mọi người nhìn đấy, nó ở cái khoảng tầm gần cái điểm này đúng không? Thì chúng ta sẽ thực hiện vẽ này, lệnh pai này, hệ thống thoát gì nhỉ? Thoát xí đúng không? Thoát xí. Rồi, chúng ta sẽ đây mọi người nhìn này, khi mà người di sát cái vị trí điểm kết nối thì nó sẽ tự động xuất hiện này, cái điểm này đây đúng không? Chúng ta sẽ chọn là vẽ theo độ dốc này, và dốc đầu tiên là dốc về trục chính đúng không, thì cho ta chọn là gì, slope down, ta để độ dốc là 2%. Chúng ta sẽ gì à? Bật chế độ là gì, kế thừa cao độ lên, inherit elevation, chúng ta bắt một cái điểm trên vị trí này nhá. Rồi như vậy là chúng ta biết là gì, bắt vào điểm này mà chúng ta vẽ ngang ra ấy, thì không đúng, bởi vì là gì, ống nó phải đâm xuống qua sàn sâu xuống dưới, xong rồi nó bẻ hai chách đúng không, xong rồi nó mới đi tiếp. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xuống, cho nó xuống gì ạ, âm 500, và chúng ta vẽ tiếp. Khi chúng ta có âm 500 vẽ tiếp thì nó sẽ tự hiểu là gì, cái ống này nó phải giật thẳng xuống âm 500 đã rồi nó mới đi thẳng, chứ nó không đi ở ngay cái cao độ ngang, nó mà mình mà đi ngang phát nó báo lỗi ngay, vì ở đấy làm gì sinh ra được phụ kiện đâu. Nên là mình sẽ gõ xuống là khoảng âm 500 cho nó gì ạ, giật thẳng đứng xuống dưới, sau đó chúng ta gì ạ, đi sang ngang thì nó sẽ tự hiểu đây. Không cần apply, mình chỉ cần giật code phát là nó sẽ tự hiểu là nó đi xuống rồi. Đi tiếp sang bên này này. Đây. Đi tiếp đến tuyến này. Từ từ nha mọi người này, vừa rồi mình bị nó dính vào cái thiết bị này, nó bị nhỉ? Tự động kết nối này. Cancel đây. Khi mà mọi người thấy là nó tự động kết nối thiết bị, nó báo lỗi ấy, thì mình một là mình ấn tab để bỏ qua, hai là mình ấn cancel để mình vẽ lại, thì mình lại ấn phải chuột chọn gì à, profile, rồi mình vẽ tiếp nhá, cũng slope down này, rồi vẽ sang ngang này, vẽ lên trên này, vẽ này này, rồi vẽ dừng ống chính này á, mình chưa chắc là ống này nó đã thẳng hàng với tiêu ống chính, mình dừng ở đây đã.
để ống này nó phải đâm được vào ống chính ấy, là nguyên tắc là gì ạ? Thằng tim bằng này và tim bằng này nó phải đâm vào nhau, không đâm vào nhau thì nó sẽ không đâm được nha. Đây mình sẽ xem thử trên view 3D này. Để đây mọi người nhìn thấy không, mình không cần phải nhỉ gõ apply, mà nó sẽ, mình chỉ cần gõ đúng cao độ mà mình đi thẳng thôi thì nó sẽ tự giật cao độ xuống, mình không phải làm gì cả. Cái apply ấy thì mình khuyên mọi người chỉ dùng khi vẽ ông đứng thôi nhá, chứ còn không cần phải apply để khi hạ cốt xuống, cứ đánh cốt rồi đi thẳng là nó tự hạ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ phải gì à? Kết nối thằng này với ống chính. Thì đầu tiên để kết nối thằng này ống chính thì mọi người phải làm sao cho gì à? Tim của thằng này với tim ống chính thẳng hàng. Thì nó có hai cách, một là mọi người align cho cái điểm tim thằng này với trục thằng này nó thẳng hàng là một cách. Cách thứ hai ấy, mình cách này thì mọi người hôm trước hướng dẫn mọi người rồi. Cách thứ hai mọi người sẽ dùng lệnh gì nhỉ, lệnh RP. Mình sẽ vẽ một cái mặt phẳng ảo để làm căn cứ để gióng cho cái thằng kia nó gì nó song song. Cái cách mà mình align vào tim ấy, thỉnh thoảng nó sẽ có trường hợp nó lại méo ống, nó mặc dù ống vẫn đi qua tim ấy, nhưng mà thằng ống này nó không thẳng trục nữa mà nó hơi lệch lệch. Nên cách mà mọi người dùng mà nó chắc chắn nó thẳng hàng hơn đấy thì mọi người vẽ một đường rep lên, lại cắt là RP, mọi người vẽ qua tim của thằng ống này, từ tim của ống này mọi người vẽ thẳng đứng lên nhá. Rồi sau đó mình sẽ gì nhỉ, align cho trục của thằng phát xí này với tim của thằng này thằng hàng nhau. Mọi người sử dụng lệnh nhỉ, align, chọn cái đường RP với vẽ này, chọn cái trục của phát xí. Khi mà mình đã khẳng định chắc chắn là nó đã thẳng hàng rồi thì mình bây giờ mới kết nối được. Kết nối ở đây thì chúng ta sẽ dùng một gì ạ, một check và một y. Chúng ta sẽ vẽ một cái mặt cắt ở đây, chúng ta vào view, vào vẽ cái section qua đây. Chúng ta kéo nhỏ lại để cho chỉ trong cái phạm vi vùng nhìn của mình thôi. Ấn phải chuột này, chọn go to view. Đây, chúng ta sẽ thấy là cái ống của chúng ta đây này. Nhưng ở chúng ta đây là chế độ hiển thị, nó đang ở chế độ gì ạ? Cost, nó sẽ không hiển thị đầy đủ ống. Chúng ta phải chuyển nó về chế độ final. Thì mọi người sẽ thấy là à, ống đây đúng không, ống đứng đây, ống ngang đây. Rồi chúng ta chỉ việc gì à, ấn phải chuột chọn draw file, ấn phải chuột lên điểm kết nối nhá. Cũng như mình sẽ chọn ống này, ấn phải chuột lên điểm kết nối này, chọn draw file, xong chúng ta vẽ này. Ở đây nó sẽ tự động gióng cho ta các góc, cũng như góc 135 này đúng không, khi các góc 45 90 135 là nó bao giờ nó sẽ không có đường gióng chấm 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 chấm, chúng ta cứ đến đúng cái đường gióng chấm chấm, chúng ta vẽ, chúng ta vẽ một tim ống. Rồi trong trường hợp mà ai đoạn này bị lỗi thì đa phần là nguyên nhân là chủ yếu là do hai thằng kia không thẳng tim thôi.